Hôm nay chúng ta sẽ bắt đầu tìm hiểu sang phần ôn tập để chuẩn bị cho kiểm tra học kỳ sắp tới. Bây giờ cô và các em sẽ bước vào bài học của ngày hôm nay. Chúng ta bắt đầu đi vào phần 1 lý thuyết. Câu hỏi số 1. Hãy cho biết đơn vị dụng cụ đo của các đại lượng sau. Về độ dài, dụng cụ đo sẽ là thước, đơn vị là mét. Thể tích chất lỏng, dụng cụ đo là bình chia độ, ca đông, đơn vị là mét khối hoặc là lít. Khối lượng, dụng cụ đo sẽ là cân, đơn vị là kg. Lực, dụng cụ đo là lực kế và đơn vị là newton. Khi sử dụng lực kế, các em chú ý cầm lực kế theo phương của lực cần đo. Câu số 2, mình tìm hiểu giới hạn đo và độ chia nhỏ nhất. Thì giới hạn đo là độ dài lớn nhất được ghi trên dụng cụ đo, và độ chia nhỏ nhất là độ dài giữa hai vạch chia liên tiếp nhau trên dụng cụ đo. Chúng ta bắt đầu qua câu hỏi số 3. Dụng cụ đo thể tích vật rắn không thấm nước là gì? Thì dụng cụ đo thể tích vật rắn không thấm nước, ta có hai cái dụng cụ, đó là bình chia độ và bình tràng. Và cách sử dụng của hai bình này như thế nào? Bây giờ chúng ta sẽ đi tìm hiểu từng bình. Đầu tiên là cách sử dụng bình chia độ. Khi chất rắn không thấm nước bỏ lọt qua bình chia độ thì ta sẽ sử dụng bình chia độ như sau. Đầu tiên là sẽ đổ nước vào bình chia độ xác định thể tích nước lúc ban đầu, cô gọi là V1. Sau đó thả vật vào bình chia độ xác định thể tích nước lúc sau, cô gọi là V2. Thì thể tích của vật sẽ bằng thể tích nước lúc sau trừ cho thể tích nước lúc ban đầu, cô gọi thể tích của vật là V. Thì V sẽ bằng V2 trừ cho V1. Khi vật rắn không thấm nước, không bỏ lọt bình chia độ thì lúc này ta sẽ sử dụng bằng bình tràng. Đầu tiên ta cũng sẽ đổ nước ngang với vòi bình tràng, sau đó thả vật vào bình tràng, nước sẽ tràn ra bình chứa. Thì thể tích nước trong bình chứa chính là thể tích của vật. Từ đó ta lấy nước từ trong bình chứa đổ vào bình chia độ để xác định thể tích của vật. Ta bước sang câu hỏi số 4. Khối lượng của một vật cho biết điều gì? Thì khối lượng của một vật cho ta biết lượng chất tạo nên vật hoặc là lượng chất chứa trong vật. Cô ví dụ, trên túi bột giặt Omo có ghi khối lượng tịnh là 300g. Vậy con số này cho mình biết điều gì? Điều đó cho ta biết là khối lượng bột giặt bên trong là 300g. Sang câu số 5. Lực là tác dụng đẩy hoặc kéo của vật này lên vật khác. Hai lực cân bằng là hai lực phải thỏa những yếu tố sau. Thứ nhất, hai lực này có độ mạnh bằng nhau, có cùng phương, ngược chiều và cùng tác dụng vào một vật. Cô ví dụ, quyển sách nằm yên trên bàn. Lúc này quyển sách sẽ chịu tác dụng của hai lực, đó là trọng lực và lực nâng hoặc là lực đẩy của bàn. Ví dụ số 2. Hai đội đang kéo co nhưng sợi dây vẫn đứng yên. Lúc này sợi dây sẽ chịu tác dụng của hai lực kéo từ hai đội. Hai lực này có lực mạnh bằng nhau, cùng phương ngược chiều và cùng tác dụng vào sợi dây nên làm cho sợi dây đứng yên. Câu hỏi số 6. Khi có lực tác dụng vào một vật thì có thể gây ra những kết quả gì? Ta cho ví dụ vào từng kết quả. Thì khi lực tác dụng lên một vật sẽ làm cho vật bị biến đổi, chuyển động hoặc biến dạng. Có khi trường hợp đặc biệt là cả hai cùng xảy ra. Ví dụ về biến dạng, một cành cây bàng trên cao vừa bị gãy. Biến đổi chuyển động, trời giông một chiếc lá bàng bay lên cao. Trường hợp đặc biệt vừa biến dạng vừa biến đổi chuyển động, một em bé làm rơi rổ trứng gà xuống đất, trứng vỡ ra. Câu số 7. Trọng lực là lực hút của trái đất tác dụng lên vật. Trọng lượng là độ lớn của trọng lực tác dụng lên vật. Trọng lực có phương thẳng đứng, chiều từ trên xuống dưới, hay còn gọi là hướng về phía trái đất. Câu số 8.
Nêu đặc điểm của lực đàn hồi. Thì độ biến dạng càng lớn, lực đàn hồi càng lớn. Công thức tính độ biến dạng. Độ biến dạng của lò xo là hiệu giữa chiều dài khi biến dạng và chiều dài tự nhiên của lò xo. Thế nào là biến dạng đàn hồi? Thì một vật sau khi ta nén hoặc là kéo giãn vật đó ra một cách vừa phải, nếu buông tay, chiều dài của vật có thể trở lại chiều dài tự nhiên, thì ta gọi vật đó có tính chất biến dạng đàn hồi. Câu số 9. Hệ thức liên hệ giữa trọng lượng và khối lượng. Ở đây ta có B bằng 10 nhân cho M. Trong đó B là trọng lượng của vật, đơn vị là Newton. M là khối lượng của vật, đơn vị là kg. Thì trọng lượng sẽ bằng 10 lần khối lượng. Câu số 10. Khối lượng riêng của một chất. Đầu tiên ta đi tìm hiểu về định nghĩa. Thì khối lượng riêng của một chất là khối lượng của một đơn vị thể tích chất đó. Công thức: khối lượng riêng sẽ bằng khối lượng chia cho thể tích. Ở đây D lớn là khối lượng riêng của chất cấu tạo nên vật, đơn vị là kg trên mét khối. M là khối lượng của vật, đơn vị là kg. Và V lớn là thể tích của vật, đơn vị là mét khối. Câu 11. Trọng lượng riêng của một chất. Định nghĩa: trọng lượng riêng của một chất là trọng lượng của một đơn vị thể tích chất đó. Công thức: thì trọng lượng riêng sẽ bằng trọng lượng chia cho thể tích. Trong đó D nhỏ sẽ là trọng lượng riêng của chất cấu tạo nên vật, đơn vị là Newton trên mét khối. B nhỏ là trọng lượng của vật, đơn vị là Newton. V lớn là thể tích của vật, đơn vị là mét khối. Chúng ta sẽ tìm hiểu về hệ thức liên hệ giữa trọng lượng riêng và khối lượng riêng của cùng một vật. Ta có trọng lượng riêng sẽ bằng 10 lần khối lượng riêng. Câu số 10. Kể tên những loại máy cơ đơn giản mà em đã học. Thì mình như đã tìm hiểu thì có 3 loại máy cơ đơn giản, đó là mặt phẳng nghiêng, đòn bẩy và rồng rọc. Bây giờ mình sẽ đi tìm hiểu về ứng dụng của từng loại máy cơ đơn giản. Đầu tiên là mặt phẳng nghiêng. Thì người ta ứng dụng máy cơ đơn giản này để làm ván dắt xe hoặc là cầu thang. Máy cơ đơn giản thứ hai là đòn bẩy. Thì được sử dụng đó là búa nhổ đinh và cái kéo. Máy cơ đơn giản thứ ba đó là rồng rọc. Thì rồng rọc có hai loại rồng rọc, đó là rồng rọc cố định và rồng rọc động. Thì rồng rọc cố định được gắn ở đầu cột cờ, và rồng rọc động thì có ở trong máy tời ở công trường. Thì tác dụng của những loại máy cơ này là giúp cho con người di chuyển hoặc là nâng các vật lên dễ dàng hơn. Dưới đây là những phần lưu ý về cách đổi đơn vị. Các em về xem kỹ lại phần này cho cô. Chúng ta sang phần 2 la mã bài tập. Câu số 1. Móc lò xo vào vật M và treo quả nặng A vào lò xo. Lò xo sẽ giãn ra và đứng yên. Câu A. Lò xo tác dụng lực lên các vật nào? Lực này có tên là gì? Thì lò xo khi bị nén hoặc là kéo giãn, nó sẽ sinh ra một lực. Và lực này sẽ tác dụng vào những vật tiếp xúc hoặc là gắn ở hai đầu của nó. Trong trường hợp này, ở hai đầu của lò xo được gắn vào đây là vật M và vật A. Vậy lò xo sẽ tác dụng lực lên vật M và vật A. Thì lò xo là một vật có tính chất đàn hồi, nên khi bị nén hoặc là kéo giãn thì lò xo sẽ sinh ra một lực. Lực đó có tên là lực đàn hồi. Câu B. Khi quả nặng A đứng yên, quả nặng A sẽ chịu tác dụng của những lực nào? Thì tất cả mọi vật đều chịu tác dụng
chung của trọng lực, hay còn gọi là lực hút của trái đất, và lực còn lại chính là lực đàn hồi của lò xo. Ta sang câu số 2. Một lò xo có chiều dài tự nhiên là 6 cm. Treo thẳng đứng lò xo, móc vào đầu dưới của lò xo một quả nặng có khối lượng là 50 g. Thì khi quả nặng nằm yên cân bằng, lò xo có độ dài là 9 cm. Câu A, tính độ biến dạng của lò xo. Câu B, vật nặng có trọng lượng là bao nhiêu? Bây giờ chúng ta tiến hành giải câu A. Thì độ biến dạng của lò xo sẽ bằng chiều dài sau khi biến dạng trừ cho chiều dài tự nhiên. Thì chiều dài tự nhiên của lò xo là 6, sau khi treo vật vào thì chiều dài của lò xo là 9. Vậy thì độ biến dạng của lò xo sẽ bằng 9 trừ cho 6 là bằng 3 cm. Câu B, vật nặng có trọng lượng là bao nhiêu? Ta đã biết mối quan hệ giữa khối lượng và trọng lượng, thì trọng lượng sẽ bằng 10 lần khối lượng, nhưng khối lượng phải theo đơn vị là kg. Đề bài đang cho mình đơn vị là gam. Đầu tiên mình sẽ đổi khối lượng từ 50 g về kg bằng 0,05. Lúc này ta áp dụng công thức B bằng khối lượng nhân cho 10 sẽ bằng 0,5 N. Câu số 3. Đầu tiên khi các em đọc đề bài, các em phải làm được phần tóm tắt. Thì đề bài đang cho khối lượng của vật là 540 g, có ký hiệu là m nhỏ. V là thể tích 0,2 decimet khối. Câu A, tìm trọng lượng của vật theo đơn vị là newton. Câu B, tìm khối lượng riêng của vật theo đơn vị là kg trên mét khối. Từ đây sẽ suy ra được vật rắn này được làm bằng chất gì. Đề bài đang cho mình 3 chất, đó là nhôm, sắt và chì. Muốn giải được dạng bài tập này, đầu tiên các em chú ý đến phần đơn vị của những đại lượng đề bài đã cho. Ở đây khối lượng đơn vị là gam, thể tích là đơn vị decimet khối. Các em phải đổi về khối lượng, phải đổi về kg, thể tích phải đổi về mét khối. Đầu tiên là cô đổi đơn vị trước ha. Thì 540 g sẽ bằng 0,54 kg. 0,2 decimet khối sẽ bằng 0,0002 mét khối. Đầu tiên ta sẽ đi tìm trọng lượng của vật. Như ta đã biết thì trọng lượng sẽ bằng 10 lần khối lượng, có nghĩa là B sẽ bằng 10 nhân cho m. Ở đây m của mình là 0,54. Vậy ta sẽ lấy 0,54 nhân cho 10. Kết quả sẽ là 54 N. Khối lượng riêng của vật sẽ bằng khối lượng chia cho thể tích, bằng 0,54 chia cho 0,0002. Kết quả là 2700 kg trên mét khối. Dựa vào những dữ liệu đề bài đã cho thì ta thấy nhôm có khối lượng riêng là 2700 kg trên mét khối. Từ đây ta có thể suy ra được vật rắn này là chất nhôm. Về nhà các em học bài và xem lại tất cả các bài tập. Chúc các em có một kỳ kiểm tra tốt và đạt được kết quả cao.